trở về với dòng sông, trở về với tuổi thơ, bao năm ta ngóng chờ, trở về với miền quê, trở lại với thời gian, ngập tràn bao ký ức nhớ thương. Chẳng còn mái nhà tranh, chẳng còn lũ trẻ thơ, ngác ngơ gội đất màu, chẳng còn cánh đồng hoang, bạc màu với thời gian. Sau bao năm dựng xây, mảnh đất mãi còn ghi truyền thống trong ngoài sông. Muôn đời sau còn nhớ hy sinh bao anh hùng. Tiền lãng quê hương tôi, nhịp sống mới sinh sôi. Kìa mênh mông đồng lúa, kìa bát ngát màu xanh, Tiền Lãng quê hương ơi, ta yêu suốt cuộc đời. Trở về với dòng sông, trở về với tuổi thơ, bao năm ta ngóng chờ, trở về với miền quê, trở lại với thời gian, ngập tràn bao ký ức nhớ thương. Chẳng còn mái nhà tranh, chẳng còn lũ trẻ thơ, ngác ngơ gội đất màu, chẳng còn cánh đồng hoang, bạc màu với thời gian. Sau bao năm dựng xây, mảnh đất trước biển đông chờ đón nắng bình minh, vươn mình ra biển lớn, chúng ta xóa đói nghèo. Tiền Lãng quê hương ơi, đẹp mãi tâm hồn tôi. Ngày đi xa còn nhớ, ngày về ngỡ là mơ. Tiền Lãng quê hương ơi, ta yêu suốt cuộc đời. Mảnh đất mãi còn ghi truyền thống trong ngoài sông. Muôn đời sau còn nhớ bát ngát màu xanh. Tiền Lãng quê hương ơi, ta yêu suốt cuộc đời. Tiền Lãng quê hương ơi, ta yêu suốt cuộc Trở về với dòng sông, trở về với tuổi thơ, bao năm ta ngóng chờ, trở về với miền quê, trở lại với thời gian, ngập tràn bao ký ức nhớ thương. Chẳng còn mái nhà tranh, chẳng còn lũ trẻ thơ, ngác ngơ gội đất màu, chẳng còn cánh đồng hoang, bạc màu với thời gian. Sau bao năm dựng xây, mảnh đất mãi còn ghi truyền thống trong ngoài sông.
màu xanh tiên lãng quê hương ơi, ta yêu suốt cuộc đời. Trở về với dòng sông, trở về với tuổi thơ, bao năm ta ngóng chờ, trở về với miền quê, trở lại với thời gian ngập tràn bao ký ức nhớ thương. Chẳng còn mái nhà tranh, chẳng còn lũ tre thơ ngắc ngơ gọi đất màu, chẳng còn cánh đồng hoang bạc màu với thời gian. Sau bao năm dựng xây mảnh đất trước biển đông, chờ đón nắng bình minh, vươn mình ra biển lớn, chúng ta xóa đói nghèo. Tiên lãng quê hương ơi, đẹp mãi tâm hồn tôi. Ngày đi xa còn nhớ, ngày về ngỡ là mơ. Tiên lãng tí quay cảnh lai cam đây nhỉ. Lai cam đi quay nó. Lai cam đi. Chân ngoài kia, chân ngoài kia nó.
Quả dứa ông ấy ạ. À, dứa ông. Vâng, cái quả này là từ lúc nó ra trái cho đến lúc nó chín là một năm, nó ở trên cây một năm. À, cái dứa ông là nó cái này có ăn được không? Cây này là đặc trị các cái chữa bệnh, chữa bệnh gan này, rồi là gan với lại là thận, gan thận, gan thận và xương khớp. Cây này nó có tác dụng rất nhiều tác dụng. Nó có tác dụng là cái rễ của nó cũng tác dụng, mà cái quả cũng tác dụng, mà cái lõm của nó cũng có tác dụng. À, ở một số cái dân tộc ở vùng cao người ta còn dùng cái lá này người ta gói bánh như cái bánh ba góc ấy, bánh củ ấu ấy. Tuyệt vời. Vâng. À, xin cảm ơn. Giới thiệu với các bác là đây là khu rừng thông Vinh Quang thuộc xã Vinh Quang, Thiên Lãng. Đây là góc đông cùng của huyện Thiên Lãng này, hướng ra biển rồi. Đây là nằm kề với con sông Văn Úc. Đây là khu sinh thái Hòa Lộc, nằm ở vị trí này, ở cuối sông Văn Úc đây. Anh ở đầu sông, em cuối sông, thì đây là sông Văn Úc này. Cuối sông, cửa sông ra biển lớn này. Đây là trước kia là cái chỗ này là một cái rừng phi nao rất là đẹp, nhưng mà do cái thiên tai rồi là em đã khôi phục lại bằng những cái cây dừa này. Nên là rừng dừa bây giờ là được bà con là tất cả mọi người, khắp mọi người về đây là được du lịch, được miền quê ở đây. Vùng này. Anh nói thêm là anh giới thiệu tên là gì? Em tên là Lộc, xin báo cáo với em tên Lộc, xã tên là Hòa. Và chồng em ra đây là được 25 rồi. Và từ ngày cái và 25 rồi đấy. Và từ lúc mà cái chỗ này cái cơn bão Chan Chu năm 2005 thì nó tàn phá đổ bộ vào đây, thì nó chỗ này nó san bằng trắng, và chồng em ra đây là gây dựng lại. Anh có lời mời mọi người tất cả mọi nơi về đây để Mọi người ở trên mọi miền sẽ về đây, về với Vinh Quang, Thiên Lãng, về với sinh thái Hòa Lộc, về với khu rừng phi lao với rừng ngập mặn và rừng dừa. Chỗ này là hội tụ là rất là nhiều những cái này, có bến thuyền này, có dòng sông này, có rừng ngập mặn này, có biển này. À, ở đây là rất là thân thiện với môi trường ở đây. Có ông nào ngã xuống rừng ấy nhỉ? Có em ngã. Đến chỗ này, qua đây. Đấy, có nước lên rồi đi này mới hay này. Cái cảnh mới đẹp này. Có cả chòi, ông bác ơi, có chòi của ông kìa. Ông ơi, bà Hiền lên đấy. Này. Rồi. Đứng đây xong rồi chụp anh cái chòi đấy. Rồi ông bác chụp cho tôi cái ảnh đấy. Này, lấy cả ba lô. Này.
Rồi. Đó đến khu vừa cái gì? Rừng Mặn à? Rừng Mặn Vinh Quang. Vinh Quang. Đến đây, đến đây. Hôm nay đoàn thám hiểm. Leo trèo nghịch ngợm. Kia hay. Thôi ra đấy tôi làm đúp live cam. Đấy. Dạ có cái. Con nuôi chim cu. Đây là rừng khu du lịch sinh thái quá tuyệt vời luôn. Mời các bạn đến khu du lịch sinh thái nhá. Xã Vinh Quang. Xã Vinh Quang hả? Đúng rồi. Chợ chiều rồi có cá mang lên đây. Huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Đây là khu sinh thái tự nhiên. Rồi, nha. Rồi ra. Đây cho đội ngoài. Đâu? Thế à, nãy ở đấy rồi anh Tiến này bảo là đấy là cầu Văn Úc. Ui ôi. Sao mà cái gốc cây này lại che mất lối đi đây? Ờ đây quay live cam ở đâu được? Cam bên đó rơi xuống biển nhé. Đây các chị ngồi đây xong rồi chụp cái đỉnh đi trên đất. Ai đi sang dắt hà đi. Mưa đi chết đâu? Sang kia. Đó đi chụp ảnh mỗi người. À không đi được ra đấy đâu. Mỗi người một cọc, không có thể ngồi trong này đâu. Đâu? Mọi người đâu? Có lối nào tôi đi ra được? Đây tất cả mọi người đứng ở đấy trong tôi đứng ngoài này tôi chụp vào. Anh Hùng ra đấy. Đấy nhá, bây giờ mọi người đứng hàng ấy xong chụp ảnh ở đây. Anh Hùng vào, bà Hiền vào ấy, lụa vào đấy đi. Xong rồi để chụp ảnh ngay. Chi đứng ngay. Đi đường trường tôi nhắm mắt anh đi được. Đừng nhắm mắt thì chú nghe đi phải khám đi. Nào. Đây. Thank you.
Thank you.
ông bác ấy con nó ăn nó cắn hết. Ghim nó thế này. Nghe phải có bột cơ. Không, à bột chứ chưa. Ừ, thấy bột mà bột. Vui vẻ lắm. Cái tí nó mệt. Con cá chìm chỗ này. Ăn nước rưỡi, ăn nước. Cái cước. Lên lên. Đó. Cần một con này làm đã là em tốt quá. Ta nói ở bên ngoài thì cái cảnh này đẹp quá. Cho mình đút. Xin mời nhé. Thịt chiên. Bún riêu cua làm kỳ. Riêng loại này ở nước ngoài mới về này. Ở Anh Quốc hay là ở người nước ngoài. Chứng tỏ ai vẫn cứ thích người đẹp. Chắc là lúa đẹp ai cũng người thích. Cho đi mấy cái lúa ở đây không phải hai người nhé. Bởi vì không biết tôi quay mà này cũng
người? Ba người. Ba người.